thương điện thương thánh ra để từ ra để lấy cái điện thương ngồi ra từ từ ra ơi. Đó, nghe đúng không? Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình lại tiếp tục đi quay một cái đầu then, tức là đầu then tiên ở trên Quảng Lạc các bạn nhá. Mời tất cả các bạn cùng đón xem cái lễ này như thế nào nhá các bạn nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
yêu tụi mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.